Cô đeo lên ngực trước. Ghế bên kia em ạ. Thank you.
Chào mọi người nha. Xin chào tất cả anh chị em đồng hương Ninh Bình nha. Hôm nay Mỹ Dung cùng với lại em Phương Trần là hội trưởng hội từ thiện Tiền Tâm cùng với lại em Ngọc Anh là người nhà của em Tiền. Hôm nay nhờ sư cô Năng Quán để đưa em Tiền về với lại quê nhà. Đấy, cho nên là thay mặt cho hội đồng hương Ninh Bình, Mỹ Dung xin cảm ơn tất cả các anh chị em cộng đồng mà trong thời gian qua đã giúp đỡ cho em Tiền. Đấy, thì hôm nay là em được về với quê nhà rồi. Đó, gia đình thay mặt gia đình xin cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì cảm ơn em Ngọc Anh và em Sơn. Đấy, cùng với lại tất cả các anh chị em đã giúp đỡ để hoàn tất thủ tục cho em Tiền ngày hôm nay ha. Và nhân đây Mỹ Dung cũng xin cảm ơn anh Trung là đại diện văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc Việt Nam tại Đài Bắc đã giúp đỡ Mỹ Dung để hoàn tất thủ tục để cho em Tiền được về với đại đất mẹ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đi nào, đi lên xe đi. Đi vào đây. Cái này cũng cần. Đấy, ở đây người ta không hỏi nữa, thì cô nhé, chỉ có quan trọng nhất là cái tờ này thôi nhá.